Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa. Huyện ủy Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Trần Hữu Chức, phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị. Theo đánh giá, năm 2019, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,5%, thu ngân sách hơn 74 tỷ đồng, đạt 132,9% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng trên người trên năm, tăng 3,5 triệu đồng so với năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,5%. Toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 6 xã. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm, huyện Tuyên Hóa có 18 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên tất cả các mặt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được đẩy mạnh. Cấp ủy các cấp đã gấp rút chuẩn bị các nội dung về đại hội đảng bộ các cấp theo hướng dẫn của chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị. Hai đơn vị đại hội điểm đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội theo kế hoạch. Trong năm, huyện Tuyên Hóa cũng đã tổ chức sáp nhập xã Nam Hóa vào xã Thạch Hóa. Để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2020, huyện ủy Tuyên Hóa đã đưa ra các giải pháp chỉ tiêu cụ thể như tiếp tục rà soát lại tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 đến 2020. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt còn thấp, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm các chương trình đề án phát triển kinh tế. Phấn đấu đến hết năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn đạt 77,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-3%. Có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 100% tổ chức cơ sở đảng, 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng năm 2019 và 5 năm liên tục được Ban Thường vụ huyện ủy Tuyên Hóa tặng giấy khen và phần thưởng. Ngày 14 tháng 2, Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị nguyên cán bộ chủ chốt của huyện qua cả thời kỳ nghỉ hưu trên địa bàn huyện để cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện qua cả thời kỳ. Dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ huyện Tuyên Hóa có bố cục hai phần chính, gồm báo cáo kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm 2020-2025. Dự thảo báo cáo đã xác định chủ đề đại hội, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020-2025, những chỉ tiêu chủ yếu trên từng lĩnh vực, các khâu đột phá và các nhóm giải pháp để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá báo cáo chính trị đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 có bố cục chặt chẽ, hợp lý, nội dung văn kiện được trình bày khoa học, đảm bảo chính xác, đúng trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo dự thảo như chỉnh sửa, bổ sung một số câu chữ trong chủ đề đại hội, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, bổ sung thêm một số thành tựu, kết quả đạt được trên từng lĩnh vực. Cụ thể các số liệu về kết quả, nhất là số liệu của năm đầu và năm cuối của nhiệm kỳ để so sánh. Xem xét, chỉnh sửa, bổ sung các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và xu thế phát triển chung của đất nước, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đồng chí, nguyên là cán bộ chủ chốt của huyện qua các thời kỳ. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy, tiểu ban văn kiện tiếp thu tối đa các ý kiến để tiếp tục xem xét, nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện báo cáo chính trị trình tại đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025.
đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng cả đồng chí trong tổ chỉ đạo đại hội Đảng bộ xã Lịch Hóa và xã Đức Hóa đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Theo báo cáo của Đảng ủy xã Lịch Hóa, sau khi tiếp thu các nội dung của chỉ thị số 35 CTTU ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Huyện ủy về việc triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đảng ủy xã đã kịp thời xây dựng kế hoạch, đồng thời triển khai cụ thể các bước để đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo quy trình hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đến nay, tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đảng ủy xã đã thành lập cả tiểu ban chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành soạn thảo báo cáo chính trị, lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, tiến hành kiện toàn, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo đại hội Đảng bộ xã Lịch Hóa đã đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy xã trong việc tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc. Đồng chí cũng biểu dương sự tích cực, chủ động của Đảng ủy xã Lịch Hóa trong công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, xã Lịch Hóa tiếp tục triển khai các bước chuẩn bị đại hội theo đúng quy trình, thời gian, hướng dẫn của cấp trên. Trong đó cần tập trung hoàn thành báo cáo chính trị, chuẩn bị tốt về nhân sự, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội. Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng cả đồng chí trong tổ chỉ đạo đại hội Đảng bộ xã Đức Hóa đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với việc lãnh đạo nhân dân trên địa bàn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thời gian qua, Đảng bộ xã Đức Hóa đã lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp. Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch số 48 ngày 28 tháng 9 năm 2019 về đại hội chi bộ đảng nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, xã đã tổ chức quán triệt sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ đảng viên, thành lập 4 tiểu ban phục vụ đại hội, gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban phục vụ, chỉ đạo 12 chi bộ trực thuộc hoàn thành đại hội trong tháng 12 năm 2019. Về công tác nhân sự, Đảng ủy xã đã bám theo quy hoạch, thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng và số lượng. Trong xây dựng báo cáo chính trị, đã chủ động ra soát, đánh giá về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21 đề ra và định hướng sạch đúng cho nhiệm kỳ tới. Bên cạnh việc chuẩn bị về nhân sự, văn kiện đại hội, những mặt công tác khác liên quan đến chuẩn bị cho đại hội cũng được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo. Trong đó, công tác tuyên truyền được chủ trọng, phát động đợt thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 22 và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo đại hội Đảng bộ xã Đức Hóa đề nghị trong xây dựng báo cáo chính trị, xã cần bám sát hướng dẫn của huyện, lựa chọn các giải pháp đột phá phù hợp với địa phương để thực hiện. Trong thực hiện quy trình về công tác nhân sự, đảm bảo đúng điều lệ Đảng, quy chế quy định của Đảng về công tác cán bộ. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, thực hiện đảm bảo quy trình 5 bước. Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Cao Xuân Tín, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện. Năm 2019, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội được tập trung đầu tư, hướng đến đồng bộ hơn, diện mạo nông thôn đổi mới rõ rệt. Đặc biệt là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học. Theo đó, huyện đã thực hiện bê tông hóa được 36,725 km đường giao thông liên xã, liên thôn, nội đồng, kiên cố 7,8 km kênh mương, nâng cấp 4 công trình đầu mối, triển khai xây dựng nâng cấp sửa chữa phòng học, một số hạng mục của 19 trường học mầm non, tiểu học. Cùng với đó,
Tuyên Hóa đã chủ động phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Đã triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, có 3 sản phẩm tham gia đánh giá OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao, gồm sản phẩm mây tre đan Văn Sơn, mật ong hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, mật ong sinh thái miền Tây. Triển khai 5 chuỗi giá trị, gồm chuỗi giá trị nuôi ong lấy mật, gà đồi, cà gai leo, cây cỏ muối và chuỗi giá trị bò lai. Năm 2019, Tuyên Hóa có 2 xã, Hương Hóa và Phong Hóa về đích nông thôn mới. Đến nay toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận những kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới trong toàn huyện, đồng thời lưu ý cả địa phương vẫn còn nhiều xã chỉ đạo chưa quyết liệt trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào ở mỗi xã hiệu quả hơn, quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đạt chuẩn. Môi trường nông thôn mới có nhiều đổi mới, tuy nhiên rác thải nông thôn còn nhiều, một số tuyến giao thông đổ xong chưa đáp ứng lề. Việc triển khai thực hiện các tuyến đường hoa cần thống nhất loài hoa, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Năm 2020, huyện Tuyên Hóa phấn đấu có thêm 2 xã Đức Hóa và Thần Hóa hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Các xã cần chủ trọng đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất để tăng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Toàn huyện phấn đấu đến cuối năm không có xã nào đạt dưới 11 tiêu chí. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2022. Đây là đơn vị được chọn làm đại hội điểm của Đảng bộ cơ quan mặt trận đoàn thể huyện. Tham dự có đồng chí Phạm Xuân Kỳ, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Nhiệm kỳ qua, chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ cả xã thị trấn thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Trong nhiệm kỳ, đã có 7.952 lượt chị giúp 3.641 chị về vật tư, phân bón, ngày công, tiền mặt trị giá 1.235.000.000 để tập trung sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Quan tâm giúp đỡ cả gia đình hội viên khó khăn, hoạn nạn, ốm đau với số tiền 910.000.000. Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương được cả cấp hội tầng lớp phụ nữ hưởng ứng tích cực, thu hút sự tham gia của cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở hội được chú trọng, đã phát triển được 1.962 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến thời điểm hiện tại là 17.484 hội viên, v.v. Nhiệm kỳ tới, chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện tiếp tục xây dựng quy chế làm việc, nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ hội viên, quan tâm hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống cho phụ nữ biên cương, đồng bào dân tộc, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đại hội đã bầu đồng chí Đinh Thị Ái Ninh, huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Tuyên Hóa tái cử chức danh Bí thư chi bộ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Hóa đã biệt phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành và giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Châu Hóa lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đài truyền thanh truyền hình huyện Tuyên Hóa xin gửi đến quý vị và các bạn phóng sự Khởi sắc ở Châu Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Về xã Châu Hóa trong những ngày nắng ấm đầu năm mới 2020, dễ dàng nhận thấy bộ mặt nông thôn mới của địa phương này đã có nhiều thay đổi. Đường làng ngõ xóm được bê tông thẳng tắp, những ngôi nhà mới xây mọc lên san sát, các công trình công cộng, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang. Cả một vùng quê cách mạng như được khoác lên mình một chiếc áo mới với những gam màu rực rỡ, tươi tắn và sinh động. Bước vào năm cuối của một nhiệm kỳ đầy năng động và phát triển, trong niềm hân hoan và phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện.
lĩnh vực giáo dục, văn hóa xã hội cũng đạt được nhiều ấn tượng đáng ghi nhận. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bản thân tôi cảm nhận được cái sự thay đổi của xã nhà Châu Hòa trong những năm qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, phải nói rằng là chuyển biến tích cực. Thứ nhất là vấn đề là đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, văn hóa tinh thần được giữ vững và mọi hoạt động được là đều đặn, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ. Cho nên việc xây dựng nông thôn mới đã về đạt được nhiều kết quả. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, trong đó là đường làng ngõ xóm được sạch sẽ. Phải nói rằng là dân rất là vui mừng phấn khởi vì sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, mà đặc biệt là Đảng bộ rất là sâu sát với nhân dân, có cái gì từ giải quyết với nhân dân, động viên nhân dân, cho nên họ cảm thấy rất là phấn khởi, rất là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ cũng như điều hành của ủy ban. Là địa phương có phần lớn diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lại có địa hình nằm dọc theo dòng sông Danh, nên xã Châu Hòa có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông lâm thủy sản. Cấp ủy chính quyền xã Châu Hòa đã tiến hành dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện phân chia, mở rộng ruộng đất, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất cao. Tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp một cách hợp lý, coi trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh. Chăn nuôi tiếp tục được chú trọng phát triển, từng bước nâng cao về giá trị và chất lượng tổng đàn. Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản được quan tâm duy trì và phát triển tốt. Tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn được cấp ủy chính quyền xã khuyến khích, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, giá trị tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề đạt trên 60 tỷ đồng năm 2019. Trên địa bàn xã có một doanh nghiệp khai thác sản xuất vật liệu xây dựng, một công ty xây dựng tổng hợp, hơn 60 cơ sở sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng, hàn xì, mộc dân dụng, đã giải quyết cho 300 lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi xây dựng nên xưởng mộc này. Nhờ đó, trong những năm qua, tôi có thu nhập ổn định, trang trải trong cuộc sống và nuôi con ăn học và tạo công ăn việc làm cho 4 công nhân. Thu nhập 6-7 triệu đồng trên một tháng. Từ chủ gia đình khó khăn nay cũng được vất vả hơn những ngày trước. Về xã Châu Hòa hôm nay, được đi trên những con đường bê tông rộng rãi, thoáng mát, những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi mọc lên san sát, những đồng ruộng trải dài một màu xanh tươi mới. Đó là thành quả cho sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây. Thành quả đó đã được minh chứng bằng vinh dự lớn lao vào cuối năm 2015. Xã Châu Hóa trở thành xã đầu tiên của huyện Tuyên Hóa về đích nông thôn mới. 5 năm qua, xã Châu Hóa đã tập trung huy động mọi nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Hệ thống chính trị tiếp tục được duy trì ổn định, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đoàn kết thống nhất, tranh thủ mọi nguồn lực để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giao thông. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 4,04% theo chuẩn mới. Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng cao, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân được thực hiện có hiệu quả. Chất lượng phong trào, toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, tạo động lực cho sự phát triển chung của xã nhà. Sau khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015, thì trong suốt 5 năm tiếp theo, từ 2015 đến 2020, kinh tế xã nhà cũng tiếp tục được tăng trưởng, cơ sở vật chất, hạ tầng vẫn được đầu tư, xây dựng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Rồi kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã tiếp tục phấn đấu để xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay thì chúng tôi đang còn tập trung mấy cái tiêu chí. Thứ nhất là về môi trường, thứ hai là sản xuất, thứ ba là cơ sở vật chất văn hóa, thứ tư là cải thiện cái đời sống vật chất và tinh thần, là được tập trung đẩy mạnh các cái phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, để làm sao đó trong nhiệm kỳ 2020-2025 xã Châu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt,
Những năm qua, Đảng bộ xã Châu Hóa luôn quan tâm đến công tác xây dựng và củng cố tổ chức đảng, triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện từ diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 45 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 314 đồng chí. Hàng năm, có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2015 đến năm 2018, Đảng bộ liên tục được công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trên cơ sở cái nghị quyết và kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy xã, Ủy ban nhân xã thì cấp ủy, chi bộ, ban quản lý thôn, mặt trận thôn đã cụ thể hóa vào các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng trên cái địa bàn thôn chúng tôi. Cụ thể đạt được những kết quả như sau. Về phát triển kinh tế thì cái đời sống của bà con nhân dân càng ngày càng cải thiện. Đặc biệt là chúng tôi tập trung về xây dựng cái nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu. Thông qua cái kế hoạch đó thì đời sống về kinh tế, về văn hóa xã hội, về an ninh quốc phòng và về công tác xây dựng đảng có những cái chuyển biến tiến bộ đáng kể. Từ năm 2012 đến nay thì thôn chúng tôi vẫn giữ vững được là cái thôn đạt thôn văn hóa và trên 95% gia đình là hàng năm mình xét thì đều đạt gia đình văn hóa. Còn đối với chi bộ thì 3 năm qua thì đều đạt là chi bộ là trong sạch vững mạnh. Với sự phát triển vững chắc đồng đều trong những năm qua là nền tảng cơ bản để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Hóa vượt qua nhiều khó khăn thách thức, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đó, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động, vận dụng sáng tạo đường lối, nghị quyết của Đảng bộ vào xây dựng và phát triển của địa phương. Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Châu Hóa sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm đưa xã Châu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được điều đó, đòi hỏi Đảng bộ xã Châu Hóa phải tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mang tính khả thi cao. Ban chấp hành Đảng bộ là tập trung xây dựng nghị quyết của nhiệm kỳ 2020-2025 một cách chú đáo. Về tiêu đề của đại hội, ban chấp hành tập trung xây dựng tiêu đề đó là tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý điều hành của chính quyền, phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực xây dựng Đảng bộ xã Châu Hóa đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Để thực hiện được tiêu đề đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tập trung 3 giải pháp quan trọng. Về giải pháp công tác xây dựng đảng, tập trung đổi mới về công tác cán bộ, đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả, trách nhiệm. Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, xã tập trung đột phá vào phát triển chăn nuôi, đưa công nghệ sinh học vào trong phát triển chăn nuôi và nông nghiệp, xác định khâu đột phá về phát triển ngành nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, dịch vụ thương mại, xây dựng sản phẩm đặc trưng của Đảng bộ và quyết tâm thực hiện xã Châu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về xã Châu Hóa những ngày đầu năm mới 2020, không gian như ấm lên bởi khí thế rộn ràng, khẩn trương của công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu xã Châu Hóa khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ huyện ủy Tuyên Hóa chọn làm đại hội điểm cho toàn huyện. Một mùa xuân mới nữa lại về trên vùng quê cách mạng Châu Hóa, hòa chung với niềm không khí phấn khởi của cán bộ và nhân dân nơi đây. Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là bước hành trang vững chắc giúp cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Hóa tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong nhiệm kỳ mới, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương Châu Hóa ngày càng giàu mạnh và phát triển.
Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại chương trình tại website truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.